Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nghệ An đã khánh thành tượng Lenin. Ngày 16 tháng 4, VOA tiếng Việt loan tin Việt Nam nhận tượng Lenin do Nga tặng, đặt ở tỉnh quê hương ông Hồ. Theo đó, bức tượng Lenin do nước Nga tặng cho Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của vị lãnh tụ Cộng sản Nga và thế giới vừa được ra mắt ở thành phố Vinh, thủ phủ của tỉnh miền Trung, Nghệ An. Báo chí trong nước đưa tin. VOA dẫn báo Nghệ An cho biết bức tượng làm bằng đồng nguyên chất, thể hiện Lenin đang đứng chìa hai tay ra ngoài. Tượng cao 3,6 mét, nặng 4,5 tấn, được đặt trên một bệ có chiều cao 3 mét. Mô tả của tờ báo này nói rằng mặt sau của tượng khắc dòng chữ biểu tượng cho tình hữu nghị Việt-Nga bằng cả tiếng Việt và tiếng Nga. Nơi được chọn đặt tượng là khuôn viên rộng hơn 1.000 mét vuông tại điểm giao giữa đại lộ Lenin và đường Nguyễn Phong Sắc, nằm tại trung tâm thành phố lớn thứ hai của vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Hình ảnh bản tin trên VOA. Cũng theo báo Nghệ An, đây là món quà của tỉnh Ulyanov, quê hương của Lenin, tặng cho tỉnh Nghệ An, quê hương của ông Hồ Chí Minh. Toàn bộ chi phí đúc và chuyển tượng do phía Nga chịu, trong khi phía Việt Nam nhận phần xây khuôn viên đặt tượng và bệ tượng. VOA dẫn báo Tuổi Trẻ cho hay, bức tượng Lenin này là để đáp lại việc hồi năm 2017, tỉnh Ulyanov đã cho đặt tượng đài của ông Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ khánh thành có các lãnh đạo cao nhất của tỉnh Nghệ An, trong đó có Bí thư và Chủ tịch tỉnh, cùng đại sứ Nga tại Việt Nam và đại diện của tỉnh Ulyanov. Theo VOA, đại sứ Nga Gennady Stepanovich Bedetko được báo Tuổi Trẻ dẫn lời tại buổi lễ nói rằng bức tượng này sẽ trở thành biểu tượng tiếp theo của tình hữu nghị và hợp tác không chỉ giữa tỉnh Ulyanov và tỉnh Nghệ An mà còn giữa nhân dân hai nước Việt-Nga. VOA dẫn tường thuật của báo Nghệ An, theo đó, ông Bùi Đình Sơn, Phó Chủ tịch Nghệ An, cho rằng tượng này thể hiện tình cảm mà nhân dân hai tỉnh dành cho nhau, tạo thêm không gian đẹp và điểm nhấn cho diện mạo đô thị của Vinh. Việc tỉnh Nghệ An cho đặt bức tượng này đã gây bão trên mạng xã hội, rất nhiều người phản đối và mỉa mai việc này. Bởi theo họ, Nghệ An là một tỉnh nghèo, hàng năm còn phải xin trợ cấp gạo, thì việc đặt tượng lãnh tụ là không cần thiết, dù là được tặng. Hơn nữa, Lenin bị thế giới coi là tội đồ, ngay cả tại nước Nga cũng không còn được coi trọng, vì sao Việt Nam tiếp tục đề cao. Hình ảnh lễ khánh thành tượng Lenin tại Nghệ An. VOA cho biết, ngoài tượng Lenin vừa được khánh thành ở Vinh, ngay trung tâm thủ đô Hà Nội, cũng có một bức tượng đứng của Lenin đặt tại vườn hoa cũng mang tên vị lãnh tụ Cộng sản Nga, đối diện cột cờ Hà Nội và Hoàng thành Thăng Long, ngay phía trước Đại sứ quán Trung Quốc. Bức tượng Lenin ở Hà Nội là nơi các lãnh đạo Trung ương và Hà Nội thường đến để dâng hoa tưởng niệm nhà lãnh tụ Cộng sản vào những dịp kỷ niệm ngày sinh của ông hay Cách mạng tháng 10 Nga, đồng thời cũng là nơi chứng kiến các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước đây. VOA cũng cho biết, trong khi Việt Nam dựng thêm tượng Lenin, thì những bức tượng của cố lãnh tụ Nga lại bị dỡ bỏ ở nhiều nước thuộc Liên Xô cũ và châu Âu kể từ khi Nga bắt đầu đưa quân vào xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Tại Phần Lan, bức tượng Lenin cuối cùng được trưng bày ở nơi công cộng của nước này bị kéo đổ vào tháng 10 năm 2022 trước sức ép của những người dân thành phố biển Kotka vì cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Trước đó vào tháng 9, Litva cũng đã phá bỏ những bức tượng Lenin cuối cùng để thể hiện sự bất bình của họ đối với Nga khi đưa quân vào Ukraine. VOA cho biết thêm, Việt Nam vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Nga bất chấp nước này bị cô lập và chế tài bởi phương Tây vì cuộc chiến ở Ukraine. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng trước đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam trong thời gian chưa được công bố. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Nghệ An đã khánh thành tượng Lenin. Cổ phiếu tụt dốc VinFast đối mặt với kiện tụng ở Mỹ. Ngày 15 tháng 4, AFA tiếng Việt loan tin vụ kiện tập thể VinFast hai hãng luật đã đệ đơn tại tòa án quận ở New York. AFA cho hay, một địa phương của tiểu bang Utah dẫn thông cáo báo chí từ hãng luật Bumerang hôm 12 tháng 4 cho biết một vụ kiện tập thể đã được đệ trình chống lại công ty VinFast và một số lãnh đạo nhất định tại tòa án quận phía đông New York và được ghi trong hồ sơ số 24 CV 02750. Hãng luật này thông báo,
Những ai là cổ đông đã mua hoặc mua lại chứng khoán VinFast trong thời gian từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến ngày 17 tháng 1 năm 2024 có thể yêu cầu tòa án bổ nhiệm làm nguyên đơn chính của vụ kiện, có thời hạn đến ngày 11 tháng 6. Bên cạnh đó, AFA cũng cho hay công ty luật Robbins Geller cũng có thông cáo báo chí cho biết thêm vụ kiện có tên là Comore kiện VinFast Auto Limited. Theo đạo luật chứng khoán năm 1933 và đạo luật giao dịch chứng khoán năm 1934, theo AFA, bị đơn của vụ kiện này là công ty VinFast ở Mỹ cùng hàng loạt các lãnh đạo như Phạm Nhật Vượng, Lê Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thị Vân Trinh, và tòa cũng đã ban hành lệnh triệu tập. Hình ảnh bản tin trên AFA. Nguyên đơn là Jeremy Comore và thẩm phán chủ tọa là Robert M. Levi. Hãng luật Robbins Geller cho biết, cáo buộc của vụ kiện này VinFast tự mô tả mình là một nền tảng di chuyển toàn diện, sáng tạo, tập trung chủ yếu vào thiết kế và sản xuất xe điện, xe máy điện và xe buýt điện cao cấp. AFA cho biết, vụ kiện tập thể của VinFast cáo buộc rằng các bị cáo trong suốt 4 tháng cuối năm 2023 và tháng đầu năm 2024, cũng như trong các tài liệu chào bán đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật và hoặc gây nhầm lẫn và hoặc không tiết lộ rằng VinFast thiếu vốn để thực hiện chiến lược tăng trưởng mục tiêu của mình. VinFast sẽ không thể đạt được mục tiêu giao hàng trong năm 2023 và theo đó VinFast đã cường điệu hóa sức mạnh của mô hình kinh doanh và năng lực hoạt động cũng như triển vọng kinh doanh và hoặc tài chính sau sáp nhập. Vẫn theo AFA, vụ kiện tập thể VinFast còn cáo buộc rằng vào ngày 15 tháng 10 năm 2023, một hãng tin quốc tế đã xuất bản một bài báo có tựa đề VinFast mở rộng sang Đông Nam Á, huy động thêm vốn. Trong đó tiết lộ VinFast sẽ cần huy động rất nhiều vốn để tiếp thêm cho kế hoạch mở rộng toàn cầu của mình và sẽ dựa vào sự hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ VinGroup và người sáng lập Phạm Nhật Vượng trong 18 tháng tới. Trước thông tin này, giá cổ phiếu phổ thông của VinFast đã giảm hơn 18% theo đơn khiếu nại. Hình ảnh Phạm Nhật Vượng, ông chủ của VinFast. Sau đó, vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, đơn khiếu nại tiếp tục cáo buộc rằng VinFast tiết lộ họ đã giao tổng cộng 34.855 xe điện vào năm 2023 và không đạt được mục tiêu giao hàng. Giá cổ phiếu của VinFast cũng đã giảm theo sau tin tức này. AFA tiếp tục cho biết hồi tháng 11 năm 2023, hai hãng luật tư nhân tại Mỹ là Robbins Geller Rutman and Dowd cùng với Bumerang đã ra thông báo tìm kiếm khách hàng có nhu cầu điều tra về khả năng vi phạm luật chứng khoán Liên bang Mỹ của công ty VinFast. Khi đó, bà Hồ Ngọc Lâm, trưởng ban pháp chế tập đoàn VinGroup, kiêm phó tổng giám đốc phụ trách pháp chế công ty VinFast, cho rằng việc kiện tụng tại Mỹ là hết sức bình thường. VinFast sẵn sàng cho vụ kiện tụng từ khi bắt đầu triển khai kinh doanh tại Mỹ và luôn hướng tới việc công bố thông tin minh bạch tới nhà đầu tư tại thị trường. AFA cho biết thêm, sau khi sáp nhập với mục đích phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trên sàn Nasdaq vào tháng 8 năm 2023, cổ phiếu VFS nhanh chóng đạt đỉnh với mức giá 92 USD, nhưng chỉ còn lại khoảng 5 đô la ở thời điểm hai công ty luật nói trên thông báo tìm kiếm khách hàng để kiện. Cho đến nay, cổ phiếu của VinFast đã đâm thủng đáy 4 đô la và chỉ còn giá khoảng 3,6 USD một cổ phiếu khi kết thúc phiên giao dịch chiều ngày 12 tháng 4. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Cổ phiếu tuột dốc VinFast đối mặt với kiện tụng ở Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d